Xin chào tất cả các em. Trong buổi hôm nay chúng ta cùng nhau chuỗi đề thi thử số 30. Phần đầu tiên là phần phát âm. Đáp án A chúng ta đọc là scientific. Chỗ O của nó sẽ rơi vào T, là bởi vì chúng ta nhìn thấy đuôi X, chỗ O rơi vào phía trước nó. Đáp án B chúng ta đọc là biology. Đuôi logy thì chỗ O cũng rơi vào phía trước của đuôi O. Đáp án C chúng ta đọc là geography. Tương tự như thế, chúng ta cũng có chỗ O rơi vào âm O. Và câu D chúng ta đọc là activity. Cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án A, là bởi vì scientific cho âm sẽ rơi vào âm thứ 3. Còn lại các đáp án khác cho âm rơi vào âm thứ 2. Câu số 32, đáp án A chúng ta đọc là immune. Immune thì cho âm sẽ rơi vào âm thứ 2, là vì cái âm I là âm ít chứa trung âm. Câu B chúng ta đọc là pneumonia. Với từ pneumonia thì cho âm sẽ rơi vào mâu. Câu C chúng ta đọc là insistent. Tương tự như thế thì cái đuôi NT thì âm sẽ rơi vào phía trước nó. Câu đây chúng ta đọc là delicate. Thì đuôi ATE là trọng âm có rơi vào thứ 3 bắt đầu kể từ nó. Từ đó câu số 2 chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án D. Thì delicate trọng âm rơi vào âm thứ nhất, còn lại các đáp án khác trọng âm rơi vào âm thứ 2. Câu số 3, đáp án A chúng ta đọc là passionate. Với từ passionate này trọng âm cũng sẽ rơi vào âm đầu tiên. Câu B chúng ta đọc là magnetic. Chúng ta nhìn thấy đuôi X trọng âm rơi vào phía trước nó. Luxurious và đuôi EOS cũng vậy. Do đó chúng ta có từ magnetic và cụm từ luxurious cho âm sẽ rơi vào âm thứ hai. Majority thì đuôi ET là đuôi cho âm rơi vào phía trước nó. Do đó chúng ta thấy là dễ dàng có thể đoán được trọng âm ở câu số 3, và chúng ta sẽ dùng đáp án A bởi vì passionate cho âm rơi vào âm đầu tiên, còn lại các đáp án khác cho âm rơi vào âm thứ hai. Câu số 4 chúng ta sẽ đáp án A chúng ta đọc là attached. Attached đầu tiên chúng ta sẽ phát âm là ơ. Câu B chúng ta đọc là alternative. Với từ alternative cho âm cái từ A chúng ta sẽ đọc âm nguyên âm A chúng ta đọc là O. Câu B chúng ta đọc là attendance. Tương tự như thế, từ A chúng ta đọc là ơ, và đáp án D chúng ta đọc là again. Chúng ta sẽ chọn đáp án B. Câu số 5, đáp án A chúng ta đọc là illegal. Cái âm I này chúng ta sẽ đọc là I. Câu B chúng ta đọc là islander. Các em chú ý là âm S là âm không được phát âm, chúng ta sẽ không đọc là Iceland, chúng ta đọc là islander. Câu D, câu C chúng ta đọc là inflation. Inflation cho ông cái từ I nó sẽ đọc là I. Và câu D intervention cho âm cái từ này nó cũng sẽ là âm I. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án D. Chúng ta đọc là islander. Còn lại các đáp án khác chúng ta đọc là I. Câu số 6, not only were the children did not witness this nasty cold, we had a few adult patients too. Ở đây chúng ta có cụm từ uninjured là bị thương, imposed là bị áp đặt. Chúng ta thường dùng động từ impose on something. Afflicted, đau buồn hoặc là bị nhiễm một cái loại bệnh nào đấy, ta sử dụng afflicted. Và aggravated đó là làm trầm trọng hơn. Với từ aggravated thì chúng ta sẽ không dùng với giới từ with. Do đó chúng ta ở đây chúng ta có cụm từ đấy là to be afflicted with, cộng với một loại bệnh bị nhiễm bệnh. Chúng ta có thể có một trong hai giới từ with hoặc là by cộng với một cái loại illness hoặc là disease nào đấy, thì tùy chúng ta. Bệnh hoặc là một cái bị ốm nhẹ nhẹ như cold hoặc là sore throat, chúng ta dùng afflicted with. Câu số 7, the new director of the company seems to be unintelligent and do not man. Giám đốc mới của công ty thì dường như là một người rất là thông minh và thế nào đó. Chúng ta có đáp án A, đấy là well educated. Well educated, well educational và well education. Ở đây các em nhìn thấy có từ well thì các em thấy là có một từ rất hay dùng, đấy là từ well known. Thì các em nhớ rằng là well là đây là một tính từ ghép, được ghép giữa một trạng từ là aesthetic compound. Nó được thành lập từ một trạng từ, một trạng từ và một động từ dạng phân thứ hai. Vậy chúng ta có từ wow được đào tạo tốt, được đào tạo tốt chẳng hạn, chúng ta sử dụng wow trained. Ở đây chúng ta sẽ dùng từ đấy là wow educated, là được giáo dục tốt, có nền giáo dục tốt. Ở đây giờ là chúng ta sẽ chọn đáp án A bởi vì các đáp án khác còn lại nó sẽ không là một tính từ ghép. Câu số 8, my brother has been getting so with me recently.
have no idea what's matter with him. Anh trai của tớ thì dạo này thế nào đấy với tớ, và tớ không biết là có vấn đề gì với anh ấy. Hôm nay chúng ta có cụm từ đấy là get. So thì đáp án A là nervous, rất là lo lắng, irritable, khó chịu, envious là ghen tị, và đáp án D là unkind. Thì chúng ta sẽ không dùng unkind with me, unkind to me đúng không nhỉ? Envious chúng ta dùng with. Tuy nhiên là cái từ chẳng hiểu sao anh tớ dạo này lại hay bực mình với tớ, chứ không ai nói là gậy là ghen tị với tớ. Lại sẽ chọn đáp án là B, và chúng ta cụm từ get irritable with somebody. Đó là khó chịu với ai? Câu số 9, if you have a lot to make about food, I am willing to listen. Nếu như cậu mà có cái gì đấy về thức ăn thì tôi sẵn sàng lắng nghe. Đáp án A là dislike, không thích. Đáp án B, complaint, phàn nàn. Đáp án C, trouble, rắc rối. Và đáp án D, discontent, sự bất mãn. Ở đây chúng ta có cụm từ make, vì thì chúng ta sẽ không sử dụng động từ danh từ nào khác ngoài cụm từ make, complaint about. About something. Phàn nàn về cái gì nhỉ? Câu tiếp theo, câu số 10. Sandy did that on her car all day long. I wonder if she did that by this evening. Sandy thì thế nào đấy với cái ô tô của cô ấy cả ngày rồi, và tôi tự hỏi là cô ấy có thể hoàn thành vào tối nay không? Chúng ta có động từ work và động từ finish. Thì work on something đó là làm việc với cái gì? Ở đây là Sunny đã sửa cái xe cả ngày rồi, đúng không nhỉ? Với cái cụm từ all day long thì các em có thể tưởng tượng rằng đó là bắt đầu từ sáng sớm và đến tối mi chẳng hạn. Thì đây là một hành động xảy ra trong quá khứ và kéo dài đến hiện tại. Đấy là một hành động mà nó diễn ra một thời gian dài và chúng ta sẽ sử dụng với thì hiện tại hoàn thành. Chúng ta sẽ loại bỏ hai đáp án, đó là đáp án C và đáp án D. Chúng ta còn hai đáp án. Chúng ta loại luôn cả đáp án A nữa, đúng nhờ? Là bởi vì là nó hoàn toàn không hợp. Các em nhìn thấy có cụm từ by this evening thì, cho đến buổi tối nay thì các em nhớ rằng khi có by cộng với một cái trạng từ. Chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta sẽ có chủ ngữ cộng với will have phân từ 2. Kể cả rằng là chúng ta sẽ không biết là nó có thể sử dụng từ hiện tại hay không ở phía trước, nhưng mà chúng ta nhìn thấy gạch chân cụm từ by. Ở đây, by this evening thì chúng ta có thể đoán được ngay cái cấu trúc nào. Đó chính là cấu trúc của đáp án B. Chúng ta chọn đáp án B ở câu số 10. Câu số 11. You did that book last year. It only came out 2 weeks ago. Ở đây chúng ta có một series các cái cụm từ mà dùng để dự đoán. Bao gồm shouldn't have read là chắc chắn là cậu nên không nên làm việc đó. Needn't have read. Với mustn't have read và can't have read thì chúng ta có một cái cụm từ mà không được phép sử dụng với have done something, đó chính là mustn't, vì chúng ta sẽ không có mustn't. Chúng ta còn ba đáp án còn lại là A, B và D. Thì đáp án shouldn't have read chúng ta dùng là đáng lẽ ra là không nên. Câu B chúng ta dịch là needn't have read, đó là không cần thiết phải làm nhưng mà đã làm rồi. Câu D đó là can't have read là chắc chắn là không thể. Ở đây cái cụm từ này là it only came out 2 weeks ago. Nó mới chỉ có xuất bản cái đây 2 tuần thôi, vì lúc này chúng ta sẽ phải dùng là can't have read. Chắc chắn là cậu sẽ không thể đọc cái cuốn sách đấy vào năm ngoái. Câu số 12. Never before the dog is an earnest attempt to resolve their differences. Lúc này các em nhìn thấy từ never. Với từ never thì chúng ta sẽ đảo ngữ. Never sau đó thì chúng ta sẽ dùng với verb auxiliary cùng với chủ ngữ và cộng với động từ. Lúc này chúng ta thấy là với cái cụm này thì chúng ta sẽ dùng cái đáp án nào. Đầu tiên là chúng ta sẽ phải tìm các cấu trúc mà đảo ngữ đã. Đấy là chúng ta có hai cấu trúc của đáp án A và đáp án C. Rồi chúng ta sẽ loại ngay vào đáp án B và đáp án D, không cần quan tâm đến nghĩa. Ở đây chúng ta nhìn thấy là với đáp án C thì nó lại cũng không phù hợp, bởi vì have thì còn meet. Đây là một cái hiện tại hoàn thành, nên chúng ta phải dùng met. Đáp án A chúng ta sẽ chọn. Câu số 13. I'm sure you won't find someone to do that friends with at the summer camp. Tớ chắc chắn rằng cậu sẽ có thể tìm thấy ai đó để có thể làm bạn được ở tại cái trại hè. Các em nhìn thấy là ở đây có từ friends with.
Thì ở đây có cụm từ đấy là make friends with. Đó là làm quen với ai, làm bạn với ai, make friends with. Câu tiếp theo. Câu số 14. Looking after a pet can take quite a lot of time. Chăm sóc một cái con vật thú cưng ấy thì nó sẽ chiếm khá là nhiều thời gian. Lúc này chúng ta cái cụm từ đấy là take up, là chiếm thời gian công sức chúng ta cũng đều sử dụng, chiếm 30% chúng ta dùng take up. Và đáp án của chúng ta sẽ chọn đấy là đáp án D. Chúng ta cũng dùng take on, thuê mướn, là take over, đảm nhiệm, hay là take in, là absorb something, là tiêu hóa cái gì đấy, hoặc là hiểu cái gì đấy, nên dùng take in. Chúng ta sẽ dùng đáp án đấy là take up. Câu số 15. One of the men was lying on the ground after the dog down by a piece of rock. Một trong số những người đàn ông thì đã nằm dưới nền, dưới đất là bởi vì là ông ấy đã bị hòn đá đập vào đầu. Các em nhìn thấy từ after, sau after chúng ta sẽ dùng động từ dạng verb ing. Rồi chúng ta sẽ loại bỏ các đáp án, đấy là đáp án D. Chúng ta còn lại hai đáp án A, B và C. Thì các em nhìn thấy cụm từ đấy là buy a piece of rock. Đấy là buy là một động từ, một cái từ nó chỉ dạng bị động bởi cái gì đó. Rồi chúng ta sẽ dùng đáp án dạng bị động. Ở đây chỉ có duy nhất một đáp án bị động thôi, đây là đáp án B. Câu số 16. Solar energy is considered as one kind of the dark fuels. Năng lượng mặt trời thì được coi là một trong số những loại năng lượng thế nào đấy. Đáp án A, various, rất là đa dạng. Đáp án B, alternative, thay thế. Đáp án C, replacing, là thay đổi bản in. Và đáp án D, đấy là changing, là thay đổi. Thì ở đây chúng ta có cái cụm từ nó rất là phổ biến, đấy là khi chúng ta tìm một cái nguồn năng lượng thay thế cho nguồn năng lượng đã được sử dụng lâu đời, đó là nguồn năng lượng hóa thạch, thì người ta gọi nó là nguồn năng lượng alternative, đấy là nguồn năng lượng thay thế. Cái cụm từ này mà chúng ta phải sử dụng nguồn năng lượng hoặc là nhiên liệu thay thế, chúng ta dùng alternative fuels. Câu số 17. I had no problem on the test except for question 36, which I found really. Tớ không có vấn đề gì về bài kiểm tra cả, chỉ trừ câu số 36, tôi cảm thấy nó thực là thế nào đấy. Đáp án A, rough, là gồ ghề. Đáp án B, upset, là buồn. Đáp án tough, là khó, hoặc là dai, đúng không nhỉ? Strict, là nghiêm khắc. Ở đây chúng ta thấy là nếu như chúng ta nói là thấy là một câu hỏi nó rất là khó thì chúng ta sẽ dùng tough. Which I found really tough. Câu số 18 như sau. Instead of entering the hall, he found everyone waiting for him. Khi anh ấy vào thì anh ấy thấy là tất cả mọi người đang chờ đợi anh ấy. Và chúng ta lưu ý một điều, đấy là chúng ta sẽ dùng on cùng với verb ing, nó sẽ bằng when, chủ ngữ cộng với did something hoặc là does something, là tóm lại là chúng ta sẽ bằng on cộng với danh từ hoặc là on cộng với verb ing, nó sẽ bằng với một mệnh đề when cộng với một cái chủ ngữ, một động từ. Do đó chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án D. Dễ dịch là khi mà anh ta bước vào phòng thì mọi người đang chờ đợi anh ta. Câu số 19. Michael was struck with anger when he saw his car had been scratched. Michael thì đã gì đấy với sự tức giận khi mà anh ấy nhìn thấy cái xe bị xước. Lúc này chúng ta nhớ là có cái từ filled là đầy, làm đầy, đúng không nhỉ? Mixed là gắn vào, loaded, to be loaded with nó là được chất đầy lên cái gì, và đáp án store thì là được lưu trữ. Đây chúng ta sẽ có cụm từ đó là bừng bừng tức giận, chúng ta sẽ có cụm từ to be filled with anger. Câu này chúng ta sẽ chọn đáp án B. Đáp án A, cô xin lỗi. Câu số 20. They say that a friend in the dark is a friend in need. Đây là một cái câu thành ngữ. Chúng ta sẽ có cụm từ đấy là a friend in need is a friend in need.
Đáp án của chúng ta sẽ là đáp án A. Ở đây là cái cụm này chúng ta sẽ dịch là một người bạn trong lúc khó khăn mới là một người bạn thực sự. Yeah. Câu số 21 là that millions of people attended General Von Winthrop's funeral made a special impression on almost every foreigner. Tức là hàng triệu người tham gia cái đám tang của Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì là một cái ấn tượng rất là đặc biệt đối với tất cả các du khách nước ngoài. Vậy thì khi bạn ấy nói thế thì bạn ấy sẽ nói gì? My brother, đấy là niềm vui của tôi. Me neither. Cho nên chúng ta không dùng me để còn neither nữa. I'm afraid I can't. Đấy, câu này nó không thể hiện là có khả năng làm gì cả. Và I say. I say thì chúng ta có thể dịch là tất nhiên rồi. Chúng ta sẽ sử dụng đáp án, đây là đáp án D. Câu số 22. I don't like this ink. Do you like it? No, I like the dark ink. Tớ không thích cái mực này, thì cậu có thích nó không? Không, tớ thích gì đó. Thì ở đây chúng ta có từ ink là danh từ không đếm được. Do đó chúng ta nhìn thấy nếu như chúng ta dùng đáp án A, the other và another thì hai cái another và the other này chúng ta đều phải sử dụng với danh từ đếm được. Cộng với danh từ đếm được. Sau đó đây chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Chúng ta có some other và some others. Thế các em lưu ý là đã có others đã thêm số nhiều ấy thì nó không đi kèm với danh từ nữa. Và chúng ta chỉ có thể lựa chọn đáp án đấy là đáp án some other ink. Câu số 23. Just change your approach towards the assignment, the way you are dealing with it. Now will certainly the dot you know where. Hãy thay đổi cái cách tiếp cận của bạn với cái vấn đề, với cái bài tập của mình. Cái cách mà bạn đang làm bây giờ ấy, thì nó sẽ gì đấy không đến đâu. Thì chúng ta cũng từ là không đi đến đâu cả thì chúng ta cũng từ get somebody nowhere là không đi đến đâu cả. Và chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là đáp án A. Câu số 25. Brian wants to be a soldier but he dislikes wearing the dot. Đáp án A là clothes. Đáp án B đó là uniform. Đáp án C suit. Và đáp án D là custom. Thế các em có thể nhìn thấy là với từ clothes, quần áo, với cái quân đội thì chúng ta biết rồi là phải mặc đồng phục. Do đó chúng ta sẽ chọn được đáp án ngay, đó chính là đáp án B. Đáp án custom đó là cái trang phục mà đây cũng không phải là trang phục custom, đây là cái phong tục tập quán, đúng không nhỉ? Do đó chúng ta sẽ không chọn cái này, ta chọn đáp án B là uniform. Chúng ta cùng nhau chuyển sang bài đọc hiểu. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 26. Bắt đầu từ câu 26 là bài đọc hiểu. Câu đầu tiên. The word contest is closest meaning to. Từ contest nó tương ứng với từ nào? Thì cái từ này thì chúng ta cũng không cần phải đọc trong văn canh, chúng ta cũng có thể đoán được ngay. Nếu như bạn nào mà học từ mới, kể cả chúng ta ở mức độ trung bình, chúng ta có thể đoán được. The contest, chỗ này chúng ta cũng đọc cái câu này. The commissioner of District of Columbia held a meeting in 1792 and decided to hold a contest for the best design for the presidential house. Ở đây nó là cái ủy viên hội đồng của cái quận Columbia thì đã tổ chức một cái cuộc họp vào năm 1972 và quyết định phải tổ chức một cái cuộc thi, đúng không nhỉ, để chọn cho cái thiết kế của nhà cho tổng thống, của dinh thự tổng thống. Do đó lúc này từ contest nó sẽ tương ứng với từ nào? Đáp án A là hearing là sự nghe, concourse là sự tụ tập, competition là cuộc thi và computation đó là sự ước tính. Lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án C. Câu số 27. What does the passage imply about the cost of the White House construction? Tác giả cái đoạn văn nó ngụ ý gì về cái giá, cái chi phí cho cái việc xây dựng Nhà Trắng? Đáp án A, it was proposed at the meeting of the commissioners. Nó đã được đề cập trong cái hội đồng ủy viên. Đáp án B, it did not adhere to the original estimate. Nó không hoàn toàn là theo như những cái ước tính ban đầu. Câu C, it was not included in the
architectural design, nó không được bao gồm trong cái thiết kế về mặt kiến trúc. Đáp án C. Đáp án D. It was considered excessive for the presidential home. Nó được coi là quá thừa thãi trong cái gia đình của tổng thống. Ở đây các em có thể tìm thông tin câu số 27 ở đoạn số 1. Những cái dòng cuối cùng, những cái dòng giữa của đoạn 1, chúng ta nhận thấy là his bids for the construction of the mansion asked for $200,000, but the final cost of the building came to twice that amount. Tức là gì? Đầu tiên thì ông ta đặt giá cho cái việc xây dựng nhà đó là hết khoảng tầm 200 triệu đô, 200.000 đô. Nhưng mà sau cuối cùng thì cái chi phí của nó tăng lên gấp đôi. Vậy lúc này thì chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án B, vì it did not adhere to. Adhere đây nó là gắn với, nó không gắn với cái ước tính ban đầu. Câu số 28, in line 6, the word grounds is closest meaning to. Cái từ ground ấy thì nó tương ứng với từ nào? Chúng ta đọc cái từ ground thì chúng ta thấy là nó sẽ tương ứng với từ nào? The work on the project began during the same year and the grounds of approximately 1.5 miles west of the Capitol Hill were chosen by Major Pierre Charles Alphand, who was in charge of city planning. Cái công việc thì bắt đầu, cái dự án nó bắt đầu vào cùng năm đó, và cái vùng đất được xây dựng, cái vùng đất bao gồm gần 1.5 dặm về phía tây của Capitol Hill thì đã được chọn bởi cái người tên là Major Evan, người mà là chịu trách nhiệm cho việc thiết kế city planning, tức là thiết kế đô thị, thiết kế thành phố. Và bây giờ chúng ta sẽ chọn đáp án cái từ grounds, đây là high ground, đó là cái phần đất cao. Several lots, đó là rất nhiều cái mảnh. Site là nơi và hills là quả đồi. Ở đây chúng ta sẽ chọn đấy là grounds, đây tương ứng với site, cái địa điểm. Câu số 29, it can be inferred from the passage that, có thể rút ra từ đoạn văn là đáp án A, George Washington often used the White House step. George Washington thì thường sử dụng cái bậc thềm của Nhà Trắng. Đáp án B, George Washington contributed to the White House designs. George Washington đã đóng góp cho cái phần thiết kế của Nhà Trắng. Đáp án C, George Washington never lived in the White House. George Washington chưa bao giờ từng được sống ở Nhà Trắng. Và đáp án D, the White House was excluded from the city planning. Nhà Trắng thì không nằm trong khuôn khổ của thiết kế đô thị. Lúc này chúng ta thấy là câu 29, các em sẽ tìm thông tin ở đoạn 1. Dòng gần cuối của đoạn 1, chúng ta thấy là however, the construction continued for several more years and George Washington had stepped down as president before the building was habitable. Tức là gì? Câu này chúng ta có thể dịch như sau. Tuy nhiên là cái việc xây dựng nó vẫn tiếp tục trong vòng nhiều năm sau, và khi George Washington đã stepped down, tức là đã từ chức với cái cương vị là tổng thống trước khi cái tòa nhà đã được có thể được ở được. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn đáp án nào? Câu trả lời chúng ta sẽ chọn đáp án C, đó là George Washington never lived in the White House, vì ông ấy đã từ chức trước khi mà có thể ở được cái nhà này. Câu số 30, the author of the passage implies that the construction of the main White House built continued. Tác giả của đoạn văn ngụ ý rằng là cái sự xây dựng cái tòa Nhà Trắng ấy thì tiếp tục. Lúc này chúng ta sẽ tìm thông tin câu số 30 ở đoạn 1, cái phần câu cuối cùng. John Adams, the second president of the United States, and his wife Abigail moved in 1800. Only 6 rooms had been completed. Tức là khi John Adams và cái người đều là cái tổng thống, được tổng thống thứ hai, cùng với người vợ của bà, của ông, thì chuyển vào năm 1800 thì chỉ có 6 phòng là đã hoàn thành thôi. Vậy thì ở đây là đến những năm 1800, tức là tòa nhà vẫn phải đang xây dựng. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là B, after 1800. Câu số 31, the word dilapidated is closest meaning to. Cái từ dilapidated nó sẽ gần nghĩa từ nào nhất? Đáp án A, đó là ornate, đó là được trang trí rất là công phu.
đoạn B run down là xuống cấp, đoạn C old fashioned đó là xưa rồi lỗi thời, đoạn D obscure đây là rất là tối tối tăm mờ mịt. Ở đây lúc này chúng ta nhìn thấy từ dilapidated, từ này chúng ta sẽ nhìn thấy ở đoạn 2. Các em sẽ sử dụng ngữ cảnh để có thể đoán được từ này, bởi vì từ này tương đối là rõ nghĩa. In 1948, inspectors aroused that the building was so dilapidated that it was beyond repair and suggested that it was cheaper to construct a new one than repair the existing dwelling. Câu này tức là gì? Vào năm 1948 thì cái thanh tra đã tuyên bố rằng là cái tòa nhà này đã rất là cũ nát đến mức mà nó còn không thể sửa chữa được, và nói rằng là cái việc sửa chữa, việc xây mới thì còn rẻ hơn cả là việc chúng ta, việc họ phải xây dựng lại. Do đó thông tin của câu số 31 chúng ta sẽ chọn đáp án B, đấy là rundown, xuống cấp. Câu số 32, what can be inferred from about the White House from the information in the second paragraph? Có thể rút ra từ đoạn văn về Nhà Trắng qua thông tin của đoạn 2 như thế nào? Đáp án A, few changes occur in the structure in the first whole of the 20th century. Có những thay đổi xảy ra ở trong cái cấu trúc của tòa nhà vào đầu những năm đầu thế kỷ 20. Câu B, the building was modernized extensively during one decade. Cái tòa nhà thì đã được hiện đại hóa trong suốt một thập kỷ. Câu C, running water was installed in the second half of the 19th century. Cái nguồn nước thì đã được được lắp vào tức là vào cuối của thế kỷ 19. Vào phần sau của cuối thế kỷ 19, tức là khoảng tầm từ những năm 1950 trở đi. Câu số 1800 gì đó, đúng không nhỉ? Cuối của thế kỷ 19. Câu số D, each president added new features to the building's conveniences. Mỗi cái đời tổng thống thì thêm một cái phần cái sự tiện lợi vào cho tòa nhà của mình. Vậy thì lúc này câu số 32 các em sẽ tìm thông tin ở đoạn 2. Thông tin đoạn này thì chúng ta sẽ tìm ở gần cuối cùng của đoạn, đó là however the national sentiment was to keep the original form intact and Congress appropriated $5.4 million for repairs. Tuy nhiên là cái tình cảm của cái người dân ấy thì là rất là mong muốn để giữ cái tòa nhà ở cái tình cái khung còn nguyên vẹn, những cái tình trạng còn nguyên vẹn, và cái quốc hội thì đã dành riêng khoảng tầm 4,5 tỷ đô la để cho cái việc sửa chữa. Do đó ở câu số 32 này chúng ta sẽ chọn thông tin đó là đáp án A, few changes occur in the structure in the first half of the 20th century. Nó sẽ rất là ít thay đổi, bởi vì là đây là mong muốn của người dân và quốc hội đã đầu tư là 4,5 tỷ để có thể khôi phục lại cái nguyên hình dạng của nó. Câu số 34, in line, the word launched its closest meaning to. Cái từ launched, cô xin lỗi, câu 33. Câu 33, the word appropriated its closest meaning to. Cái từ appropriated nó gần nghĩa từ nào nhất? Ở đây chúng ta có cụm từ đấy là appropriated something for, là để dành riêng cái gì cho cái gì. Appropriate. Something for, để dành riêng cái gì cho. Lúc này chúng ta thấy là từ appropriate nó không còn có nghĩa là một tính từ nữa, mà nó là một động từ. Rồi chúng ta chọn đáp án đó là đáp án C, authorized. Nó được trao quyền cho để làm gì đấy. Đáp án A, accumulated, đó là tổng số. Accosted, đó là mồi chài. Aggrandized, đó là phóng đại. Chúng ta sẽ không chọn đáp án này. Câu số 34, the word launched is closest meaning to. Cái từ launch thì gần nghĩa với từ nào nhất? Đáp án A đó là lauded, tán dương, ca ngợi, lavished, đó là hoang phí. Began bắt đầu và requested là yêu cầu. Thì chúng ta cùng nhau nhìn lại cái từ launch xem nó đặt ở cái câu này nó mang nghĩa là gì. In 1961, Jacqueline Kennedy launched a program to redecorate the rooms and appointed a fine arts committee to make choices of furnishing and colors.
Đây chúng ta nhìn thấy là Jack Kennedy bắt đầu một cái chương trình để sửa đổi lại nhà, trang trí lại nhà cửa đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là đáp án Began. Câu số 35. The precious mansions all the following White House premises except. Cái đoạn văn đề cập đến tất cả các cái phần sau của ngôi nhà, của tòa nhà trắng trừ cái gì? Đáp án A, đấy là hallways, đấy là cái hành lang. B, kitchen, đó, nhà bếp. Medical offices, đó là cái phòng y tế. Storage room, đó là cái phòng để dự trữ đồ. Câu số 35, các em có thể tìm thấy thông tin ở cái dòng giữa của đoạn cuối cùng. The White House contain a door, a doctor's suite. A doctor's suite tức là cái the dentist's office. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là doctor's suite, dentist's office nó chính là đáp án medical offices, đáp án C. Tiếp chúng ta lại thấy là a large solarium, nhà tắm nắng. A broadcasting room, một cái phòng để phát thanh. And two floor basement for storage. Vậy thì two floor basement for storage nó chính là cái đáp án storage rooms. Chúng ta có từ hallways. Vậy thì chúng ta sẽ chọn đáp án nào ở đây? Service rooms. Chúng ta cũng nhìn thấy phía bên dưới nó là câu phía bên trên là the living quarters contain 107 rooms and 40 corridors. Cái từ corridors nó chính là hành lang, và cái từ corridors này nó sẽ tương với từ hallways. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án B. Đáp án B là kitchen, người ta không đề cập đến nhà bếp, người ta chỉ đề cập đến lối đi, người ta đề cập đến các cái phòng dùng cho y tế và cái phòng lưu đồ. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo, cũng là một phần đọc hiểu. Bắt đầu từ câu số 36. What is the main topic of the passage? Cái đoạn văn nội dung chính là gì? Các em sẽ đọc đầu những cái câu của mỗi đoạn. Câu đầu tiên. In the course of history, human inventions have dramatically increased the average amount of energy available for use per person. Là trong suốt cái quá trình lịch sử ấy, thì con người, những cái phát minh của con người đã tăng lên một cách đột, tức là rất là đáng kể cái lượng, cái nguồn năng lượng được sử dụng dành cho mỗi người, per person. Đoạn thứ hai người ta nói là in the 1700s, at the beginning of the Industrial Revolution, most energy used in the United States and other nations undergoing industrialization was obtained from perpetual and renewable sources such as oil, water, stream, domesticated animal labor and wise. Ở cái phần này thì người ta đề cập đến các cái loại nguồn năng lượng mà người ta được sử dụng vào những năm 1700. Đoạn tiếp theo người ta lại nói là by 1984, non-renewable fossil fuels such as coal, oil, gas. Tiếp theo người ta đề cập đến vào những năm 1984. Chúng ta nhận thấy rằng là có 4 đoạn, thì đến 3 đoạn người ta nói đang nói đến cái tiến trình của cái quá trình sử dụng cái nguồn năng lượng của con người. Chúng ta sẽ chọn đáp án đó là history of energy use, đó là lịch sử của việc sử dụng nguồn năng lượng. Câu số 37, the phrase per person is called this meaning too. Thì cô vừa nói với từ per person, nó chính là một đầu người, và chúng ta sẽ từ cụm từ là per capital. Câu số 38, it can be inferred from the first paragraph that. Có thể rút ra từ đoạn văn đầu tiên là đáp án A, coal mining was essential for primitive peoples. Cái việc khai thác than đá thì rất là quan trọng cho những người thời tiền sử. Câu B, the Greeks used coal in industrial production. Cái người Hy Lạp thì đã sử dụng than đá để trong quá trình sản xuất công nghiệp. Đáp án C, the developing of efficient fuels was a gradual process. Cái quá trình phát triển cái nguồn năng lượng một cách hiệu quả, cái nguồn năng lượng mà có hiệu quả thì được phát triển rất là chậm rãi, nó là một quá trình phát triển rất là chậm. Câu D, the discovery of efficient fuel was mostly accidental. Cái việc khám phá ra cái nguồn năng lượng hiệu quả thì nó thực sự là rất là tình cờ. Với câu số 38 này, các em thấy tìm thấy thông tin ở đoạn 1. Đó là cái câu cuối cùng đoạn 1, the Greeks
first began to use coal for metal melting in the 4th century, but it did not come to extensive use until the Industrial Revolution. Các em nhìn thấy là cái người Hy Lạp đầu tiên thì đã sử dụng than đá cho cái việc luyện các cái chất kim loại, đúng không nhỉ? Vào thế kỷ thứ tư. Thế nhưng mà nó mãi đến tận đến những năm của cái cách mạng công nghiệp thì nó mới bắt đầu được sử dụng một cách rộng rãi. Thì chúng ta biết là ngay phía dưới người ta nói cái cách mạng công nghiệp vào những năm 1700, tức là vào đến thế kỷ thứ 18. Vậy thì từ thế kỷ đến thứ 4 đến thế kỷ 18 là một khoảng thời gian rất là dài. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án C, đó là gradual process, một quá trình rất là chậm. Câu số 39, the phrase in lieu is clothes meaning to. Cái cụm từ in lieu nó có thay thế cụm từ nào? Thì chúng ta có cụm từ in lieu, nó sẽ bằng in place of, nó là thay thế. Thay vào vị trí của cái gì? Đó là chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án B ở câu số 39. Câu số 40, the author of the passage implies that in the 1900 sources of energy were. Tác giả đề cập ngụ ý trong bài là vào những năm 1700 thì cái nguồn năng lượng thì nó thế nào? Đáp án A, used for commercial purposes. Cái nguồn năng lượng thì đã được sử dụng cho cái mục đích thương mại thôi. Đáp án B, used in various combinations. Nó được sử dụng, nó là sự kết hợp rất là đa dạng. Câu C, not derived from mineral deposits. Cái nguồn năng lượng này thì không được lấy ra từ các cái kim loại. Các đáp án D, not always easy to locate. Nó luôn luôn không dễ dàng để có thể tìm ra được, để định vị được nó, đúng không nhỉ? Câu số 40, các em có thể tìm thông tin ở đoạn 2. Chúng ta có một đoạn rất là dài, một cái câu rất là dài nói đến nó. Đây là in the 1900s, at the beginning of the Industrial Revolution, most energy used in the United States and other nations undergoing industrialization was obtained from perpetual and renewable sources such as wood, water, streams, domesticated animals, labor and wind. Các em có thể nhìn thấy là ở vào những năm 1700 và đầu những cái thời kỳ cách mạng công nghiệp thì hầu hết cái năng lượng được sử dụng ở Mỹ và ở các nước khác thì đã trải qua thì đã được lấy từ một cái nguồn năng lượng mà có thể thay thế được và nó có tính chất vĩnh viễn, như là nguồn năng lượng từ gỗ, nguồn năng lượng từ nước, water streams là nước ở sông suối, hay là nguồn năng lượng từ chính thì những con động vật mà mình nuôi và từ gió. Thì ở đây nó một cái điều đấy là nó không phải là đến từ những cái quặng, nó không phải đến từ những cái quặng mineral deposit, quặng kim loại, đúng không nhỉ? Quặng khoáng. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là đáp án C. Câu số 41, the phrase the letter refers to. Cái từ the letter ấy, nó đề cập về cái gì? Thế cô vẫn nói với chúng ta rằng chúng ta gặp rất nhiều cái từ the letter, và chúng ta chú ý là the letter nó sẽ là đối lập với nó sẽ là the formal. Chúng ta dùng từ này đây là cái thứ nhất, cái thứ một, và cái này là cái thứ hai. Chúng ta nói đến cái thứ nhất được nhắc đến phía trước nó, và đây là cái thứ hai được nhắc đến trước nó. Do đó chúng ta cần phải quan tâm xem the letter hay the formal thì nó sẽ phải cái câu ở phía trước nó là cái gì. Chúng ta quay trở lại cái đoạn mà có từ the letter. Nó nằm ở đoạn 2, và chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ phải đọc câu trước nó để xem là người ta đề cập đến cái vật gì hoặc người nào. Although in most regions and climate zones, wood was more readily accessible than coal, the latter represents a more concentrated source of energy. Ở đây là gì ạ? Mặc dù là ở hầu hết các vùng và các cái vùng miền thì gỗ được rất là dễ có thể kiếm ra hơn là than đá. Nhưng mà cái sau ấy, cái thứ hai ấy, tức là chúng ta nói là the letter, đấy là chúng ta có hai cái thứ được đề cập đến, đấy là cái gỗ và than đá. Thì the letter nó chính là cái thứ hai, cái thứ nhất nó chính là the formal, nó chính là wood. Ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án, đó là coal. Đáp án chúng ta đó là đáp án B. Câu số 42,
The word they refers to. Cái từ they này nó sẽ đề cập đến cái từ gì? Coal and wood, natural main sources of fuel, natural gas and oil, industrializing in countries. Cái từ they đề cập đến cái gì? Than đá và gỗ, các cái nguồn năng lượng chính, cái nguồn nhiên liệu chính, ga và dầu tự nhiên, hay là những cái đất nước đang công nghiệp hóa. Chúng ta quay trở lại cái từ they ở đoạn 2. Và các em nhìn thấy rằng là từ they này nó sẽ đề cập đến cái gì? Bắt đầu từ chỗ in the 1910, natural gas and oil firmly replaced coal as the main source of fuel because they are lighter and therefore cheaper to transport. They burned more clearly than coal, cleaner than coal and polluted less. Câu này có nghĩa là gì ạ? Vào những năm 1910 ấy, thì mọi người tìm ra cái nguồn đấy là nguồn dầu và nguồn năng lượng ga và dầu, dầu mỏ ở trong tự nhiên, thì thay thế cho than đá giống như là cái một cái nguồn năng lượng chính, bởi vì là chúng nhẹ hơn và do đó là chúng dễ gì? Chúng dễ mang đi hơn, chúng cũng đốt sạch sẽ hơn và nó cũng không bị ô nhiễm, nó cũng ô nhiễm ít hơn than đá. Do đó chỗ này thì cái từ dây này nó phải đề cập đến cái nguồn năng lượng mà nó được sử dụng rất là phổ biến thời đó, đó chính là natural gas and oil. Câu số 43. According to the passage, what was the greatest advantage of oil as fuel? Theo như đoạn văn thì cái lợi có nhất, có cái lợi nhất của dầu là cái gì? Đáp án A là it was concentrated source of energy, nó là một cái nguồn năng lượng tập trung. Đáp án B, it was lighter and cheaper than coal, nó là nguồn năng lượng rẻ hơn và nhẹ hơn than đá. Đáp án C là nó thay thế cho gỗ, than đá và giảm bớt cái ô nhiễm. Đáp án D đó là nó có thể chuyển đổi, nó có thể được chuyển đổi để sử dụng cho thành cái nguồn nhiên liệu chạy ô tô. Và lúc này câu số 43 các em sẽ tìm thông tin ở đoạn 2. Câu đoạn 2, câu cuối cùng đoạn 2 đó là unlike coal, không giống như than đá. Oil could be refined to manufacture liquid fuel for vehicles. Oil có thể là được lọc lại, dầu có thể được lọc lại để có thể sản xuất ra các cái nhiên liệu của loãng, nhiên liệu bằng chất lỏng cho các cái phương tiện đi lại. Very important consideration in the early 1900. Nó là một cái điều rất là đáng quan tâm vào những năm 1900 when the automobile arrived on the scene, khi mà ô tô xuất hiện. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án D. Câu số 44. According to the passage, the sources of fossil fuels will have to replace because. Thế như đoạn văn thì cái nguồn năng lượng hóa thạch, cái nguồn nhiên liệu hóa thạch thì sẽ có thể được thay thế bởi vì. Lúc này chúng ta sẽ quay trở lại câu số 44, chúng ta sẽ sử dụng tìm thông tin ở đoạn 3. Các em nhìn vào đoạn 3. Cái dòng cuối cùng. The energy derived from non-renewable fossil fuels has been increasingly produced in one location and transported to another, as is the case with most automobile fuel in countries with private rather than public transportation. The age of non-renewable fuels has created dependency on a finite resource that will have to be replaced. Các em nhìn thấy là ở cái đoạn này nó khá là dài, nhưng chúng ta có thể hiểu một điều, đấy là ở một số nước mà sử dụng những cái phương tiện ô tô, những cái phương tiện cá nhân là chính mà không sử dụng các phương tiện công cộng, thì cái kỷ nguyên của những cái loại năng lượng không tái sinh, ví dụ như chúng ta nói đến năng lượng không tái sinh, nó chính là fossil fuels, năng lượng hóa thạch, thì đã tạo ra một cái sự phụ thuộc rất là lớn vào cái một nguồn năng lượng hữu hạn. Cái nguồn năng lượng hữu hạn này thì cần phải được thay thế. Vì nó chỉ có hữu hạn cho nên là phải được thay thế, và chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là the supply limited. Cái cụm từ limited này sẽ từ với cụm từ finite. Chúng ta sẽ chọn đáp án này. Câu số 45. It can be inferred from the passage that in the early 20th century, energy was obtained primarily from. Có thể rút ra từ đoạn văn là vào đầu thế kỷ 20 thì nguồn năng lượng chủ yếu được lấy từ đâu? Đáp án A, fossil fuels, năng lượng hóa thạch. Đáp án B, nuclear fission,
từ nguồn năng lượng hạt nhân, hydraulic and solar sources, nguồn năng lượng từ mặt trời và nước, burning biomass, đấy là từ nguồn năng lượng biomass, tức là từ nguồn năng lượng lấy từ các chất thải của động vật hay là của rác rưởi, ta dùng biomass. Vậy thì lúc này chúng ta sẽ chọn câu số 45 là đáp án nào? Câu số 45 thông tin các em sẽ tìm. Câu số 45 thông tin sẽ tìm ở giữa của đoạn 2. Các em nhìn thấy là however, at the beginning of 20th century, coal became a major energy source and replaced wood in industrializing countries. Tuy nhiên vào đầu những năm đầu của thế kỷ 20 ấy, thì than đá trở thành một cái nguồn năng lượng chính, major energy source, nó chính là cái nguồn năng lượng chính. Vậy thì cái câu trả lời của chúng ta thì nó chính là một trong số những cái loại fossil fuels. Coal, nếu như theo chúng ta phải hiểu một chút, đấy là fossil fuels nó chính là nguồn năng lượng hóa thạch, nó bao gồm coal, than đá, bao gồm natural oil and gas, đó là cái nguồn dầu mỏ cộng với là khí ga trong tự nhiên, cái đấy gọi là fossil fuels. Ở đây người ta nói là fossil fuels nhưng thực tế ở đây cái cụ thể của nó chính là coal. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 46. Around the age of 16, you must make one of the biggest decisions of your life. Do I stay on a school and hopefully go on to university? Khoảng tầm đến 16 tuổi thì bạn sẽ phải tự mình quyết định một cái sự việc rất là quan trọng của cuộc đời mình. Đó là chúng ta sẽ ở tiếp tục ở trường và hy vọng sẽ vào trường đại học, hay là rời trường và bắt đầu một công việc và bắt đầu một cái khóa đào tạo nào đó. Lúc này chúng ta nhìn thấy là ở đây có từ to go on to university, former, past, later hay là after. Chúng ta sẽ loại bỏ hai đáp án, đấy là former và past, là bởi vì là nó sẽ không nói đến quá khứ mà ở đây toàn nói đến tương lai. Rồi chúng ta sẽ chọn later hay after, thì chúng ta sẽ là after that. Chúng ta sẽ chọn later, đáp án là đáp án C. To leave and start work or begin a training, và chúng ta cũng cụm từ đây là training course, là một cái khóa học đào tạo. Training course. The decision is yours, but it may be that remembering two things. That is more important, more unemployment. Quyết định thì là ở bạn, nhưng mà sẽ có những cái gì đấy. Chúng ta nhìn xem là necessary, important, useful và worth. Đây các em nhìn thấy đằng sau có động từ verb in, thì ở đây có duy nhất một cái tính từ mà chúng ta có thể đi kèm với verb in thôi, đó là worth doing something. Đáng giá để làm gì đó. Do câu này sẽ là but it may be worth remembering two things, nhưng mà nó sẽ rất là đáng giá để nhớ hai thứ sau. There is more unemployment than those who haven't been to university. Cái lượng người mà bị thất nghiệp ấy thì sẽ rơi vào những người mà thường là không có bằng đại học, không đi đến trường. Vậy thì lúc này chúng ta cuối cùng câu số 49 chúng ta sẽ dùng of, among, through hay between. Chúng ta sẽ không dùng between bởi vì là đây là nói đến ba người trở lên. Chúng ta sẽ dùng among those who haven't been to university, sẽ rơi vào giữa những cái người mà người ta không có bằng đại học. And people who have the right dot will have a big advantage in the competition for jobs. Và những người mà có những cái gì đấy, chúng ta có cụm từ skills, interests, habits hay arts. Những người có cái kỹ năng hay là có những người có cái sở thích, những người có thói quen hay là những người có nghệ thuật, thì chúng ta sẽ chọn đấy là to have the right skill. Những người có kỹ năng tốt thì sẽ có thể, đấy là một cái lợi thế để có thể trong cái cuộc chiến để có được công việc. If you decide to go that into a job, there are many opportunities for training. Nếu như mà bạn quyết định gì đó vào trường đại học, thì các em nhìn thấy có từ câu 51 có từ instant là ngay lập tức, just straight, direct là trực tiếp, còn straight là ngay thẳng,
Thì lúc này chúng ta thì câu số 51 chúng ta sẽ chọn gì ạ? Đấy là go straight into a job. Nếu như bạn muốn đi làm ngay, đi thẳng vào công việc. There are many opportunities for training. Cũng có rất nhiều cơ hội để chúng ta có thể được đào tạo. Getting qualifications will not you to get on more quickly in many careers. Có nhiều bằng cấp thì sẽ có thể làm gì đấy? Chúng ta sẽ là help make it flat. Sau đây chúng ta nhìn thấy có từ to get. Giờ chúng ta sẽ loại bỏ các đáp án như là động từ make và let. Bây giờ chúng ta còn hai đáp án còn lại là help và give. Có bằng tốt thì sẽ giúp cho bạn, hỗ trợ cho bạn trong việc có được cái công việc nhanh tiến, thăng tiến nhanh cho sự việc. Và chúng ta sẽ chọn trong cái công việc, trong sự nghiệp. Chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là 52 sẽ là A. And evening classes allow you to learn the dot you earn. Và những cái lớp học buổi tối thì cũng sẽ cho phép bạn vừa đi học lại cũng vừa có được kiếm tiền. Vậy thì vừa đây là hai cái hành động cùng xảy ra và chúng ta sẽ dùng đáp án đấy là A, while. Câu số 54. Studying work and taking a break to study when you are older is the possibility. Bắt đầu công việc và nghỉ một chút. Take a break to study và bắt đầu công việc, sau đó thì tạm nghỉ một chút để có thể học hành. Khi mà bạn đã lớn tuổi hơn một chút rồi thì cũng là một cái cơ hội. Thì các em nhìn thấy là ở đây có từ another, always, also, again. Thì chúng ta sẽ dùng is another possibility, bởi vì chúng ta nhìn thấy từ possibility đây là danh từ và chúng ta sẽ là có một cái cơ hội khác nữa. In this way, you can save up money for your students' days as well as the practical work experience. Và những ngày này thì bạn có thể vừa tiết kiệm tiền để cho việc đi học mà cũng vừa có thể có được cái trải nghiệm về cái công việc, cái trải nghiệm thực tế, đúng không nhỉ? Và chúng ta sẽ chọn đáp án đấy là getting work experience. Chúng ta có cụm từ experience, chúng ta dùng get experience, có được cái trải nghiệm. Do đó chúng ta sẽ không đi kèm với doing, hay making, hay taking, không sử dụng nó với từ experience. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 56. Câu số 56 đến câu số 59 là các câu liên quan đến phần từ đồng nghĩa. Là chúng ta cũng biết càng nhiều từ thì cái việc giải quyết các phần này càng hiệu quả. Workers tried to extinguish the flames. Their efforts proved futile as piles of fabric ignited all over the eighth floor. Những cái nhân công ấy, những cái người công nhân thì cố gắng dập cái ngọn lửa và cái nỗ lực của họ thì cho thấy là nó vô vọng. Hàng đống vải gì đó khắp cái tầng 8. Thì hàng đống vải là chúng ta thấy là chất liệu rất là dễ cháy, rồi là chúng ta sẽ chọn cái từ đấy, cái từ gì mang nghĩa là họ, cái công sức của họ vô vọng, tức là hàng đống vải sẽ bắt lửa. Chúng ta chọn đáp án đấy là catch fire. Đáp án B. Câu số 56, relaxation therapy teaches one not to fret over small problems. Những cái liệu pháp về thư giãn ấy thì dạy cho chúng ta không nên gì đó như vấn đề nhỏ nhặt. Đáp án A, đó là get involved in, không nên liên quan đến vấn đề nhỏ nhặt. Cái việc liên quan thì chúng ta đã liên quan rồi, đúng không nhỉ? Có về worry about, không lo lắng, look for, quan tâm và get angry about, tức giận. Thế lúc này chúng ta thấy là một cái liệu pháp thư giãn, tức là cái liệu pháp thì không thể sử dụng đáp án C và đáp án D được. Chúng ta cũng không, về cái từ cụm từ get over, get involved in thì nó đã là bản thân nó mang nghĩa là tham gia, quan tâm, rồi cái small problems là mình đã gặp phải rồi, nên cái chỗ này chúng ta sẽ chọn đáp án là worry about, lo lắng. Câu số 57 như sau. I'd rather stay in a hotel with all the amenities than camp in the woods. Lúc này chúng ta nhìn thấy là cái ngữ cảnh nó cho chúng ta thấy rất là rõ ràng cái nghĩa của từ. Tôi thích ở trong cái khách sạn với đầy đủ cái phương tiện hơn là ở là cắm trại trong rừng. Với cái từ này thì chúng ta sẽ dùng đáp án A, expenses, nó là chi phí. B, friends, bạn bè, sports, thể thao và conveniences, tức là cái sự tiện lợi, sự thuận tiện. Thì ở đây chúng ta sẽ chọn đáp án, đây là đáp án D. Câu số 58. In my experience, freshmen today are different from those I knew 2 years ago. Theo cái trải nghiệm của tôi ấy, thì freshman, chúng ta gọi cái học sinh năm thứ nhất, chúng ta gọi là freshman. Những cái học sinh sinh viên năm thứ nhất thì rất là khác biệt so với những người mà cách đây tôi biết, cách đây vài năm, cách đây 2 năm, đúng không nhỉ? Đầu tiên đấy là cái từ freshman thì tương ứng với cụm từ sinh viên năm thứ nhất, nên chúng ta chọn đáp án, đấy là đáp án B, first year student. Câu số 59.
The coach takes every opportunity to censor his players, yet he ignores every opportunity to praise them. Nếu như các em biết cái động từ praise thì chúng ta hoàn toàn có thể đoán được nghĩa của từ censor. Cái huấn luyện viên thì luôn luôn tìm mọi cơ hội, tức là nắm bắt mọi cái cơ hội để có thể làm gì gì đấy cái cầu thủ của anh ta, của ông ấy, nhưng ông ấy lờ đi tất cả các cái cơ hội để có thể khen ngợi họ. Thì với cái nối hai sự đối lập, cái praise thì chắc chắn là phải đối lập với cái từ praise, đối lập với sự khen ngợi thì chắc là chỉ trích hoặc là phê bình. Chúng ta sẽ chọn đáp án đây, đáp án A, criticize. Admire là ngưỡng mộ thì chúng ta sẽ không thể dùng đây vì cái từ admire nó sẽ tương với cụm từ praise. Approve đồng ý và choose là chọn lựa. Câu số 60. Hardly had we arrived at the hotel that there was a power cut. Khi chúng tôi vừa đến khách sạn thì có bị mất điện. Các em ở đây chúng ta nhìn thấy cụm từ hardly. Ở phần này thì nó liên quan đến các cụm từ ở phần đảo ngữ. Chúng ta có cụm từ hardly. Cấu trúc của hardly đó là gì? Đó là had cộng với chủ ngữ cộng với động từ giọng phân từ hai. When hoặc before. Chúng ta dùng chủ ngữ cộng với động từ. Ở đây là nếu như chúng ta nắm chắc cấu trúc này thì chúng ta dễ dàng nhìn thấy cái đáp án sai, đó là đáp án C, và chúng ta sửa that thành when hoặc before. Câu số 61. Not until the office phoned me had I found out about the meeting. Cho mãi tận khi mà cái văn phòng gọi điện cho tôi thì tôi mới biết rằng là chúng tôi có cái cuộc họp. Đấy, các em ở đây các em nhìn thấy là có bắt đầu từ not until đứng đầu câu. Chúng ta sẽ phải đảo ngữ. Sau not until thì chúng ta có cái cấu trúc đó là cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Và động từ hai là chúng ta sẽ bắt đầu một auxiliary. Tuy nhiên các em chú ý rằng với cái mệnh đề thứ hai này, mệnh đề thứ hai này nó luôn luôn ở thì quá khứ đơn. Quá khứ đơn. Sau đó với cái cụm từ mà had I found thì nó không hoàn toàn hợp lý với mặt cấu trúc, và chúng ta sẽ sửa thành did I find. Câu số 62. I tried to convince him several times, but I failed because he was unwilling to consider what I have said. Tôi cố gắng thuyết phục anh ta rất là nhiều lần rồi, nhưng mà tôi thất bại là bởi vì anh ta không chịu nghe theo những gì mà tôi đã nói. Vì cái việc tôi cố gắng đã trở thành quá khứ, và những gì tôi đã nói là xảy ra trước cái thời điểm mà he was unwilling. Do đó chúng ta sẽ chọn đáp án đó là đáp án D, và chúng ta sửa have said thành had said. Chúng ta phải dùng thì quá khứ hoàn thành thay vì dùng hiện tại hoàn thành. Là vì ở đây nó chính là loại câu tường thuật, và chúng ta sẽ tường thuật lại sự việc, và chúng ta phải lùi thì của động từ. Do đó ở phía trước là động từ quá khứ thì chúng ta không có lẽ nào chúng ta lại sử dụng động từ ở thì hiện tại hoàn thành hay cả. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 63. Although the terrible weather visitors keep coming in large numbers. Mặc dù thời tiết rất là tệ nhưng mà mọi người vẫn đến rất là đông. Ở đây cụm từ although chúng ta nhìn thấy là sau although chúng ta sẽ có mệnh đề. Chúng ta có cộng với chủ ngữ cộng với động từ. Tuy nhiên các em nhìn thấy là ở đây nó chỉ có danh từ thôi, vậy chúng ta sẽ sử dụng với despite. Hoặc là chúng ta dùng với in spite of. Cộng với danh từ, lúc này chúng ta sẽ có cái cấu trúc như vậy. Các em thấy là đáp án A nó sẽ không ổn, và chúng ta sẽ sửa đáp án A thành in spite of, hoặc là sửa thành despite. Câu số 64. Sarah Vaughan had a voice like a perfect instrument, but it was an instrument that she knew how to use it with the utmost skill. Sarah Vaughan thì có một cái giọng nó giống như là một cái loại nhạc cụ ấy, tức là rất hoàn hảo, giống như một loại nhạc cụ. Và nó là một loại nhạc cụ mà cô ấy biết cách sử dụng nó như thế nào để cho nó với một cái kỹ năng tuyệt vời nhất. Nào, lúc này chúng ta nhìn thấy là cái từ instrument đã được nhắc đến lần trước, a perfect instrument. Tuy nhiên cái cụm từ it was an instrument thứ hai thì đây là cái cụm từ mà được nhắc lại, cho nên chúng ta phải dùng the thay vì dùng a.
Chúng ta nhớ là khi danh từ trong cùng một câu hoặc trong cùng một đoạn văn mà có hai danh từ đầu tiên bao giờ người ta cũng để ơ, ân. Và danh từ hai bắt đầu từ lần thứ hai người ta nhìn đến người ta sẽ dùng tơ. Là bởi vì danh từ này đã là danh từ xác định. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần viết. Chúng ta cùng nhau chuyển sang câu số 65. Các em nhìn thấy nào ở đây? Có cụm từ là John and Mary. Câu này là John and Mary moved to Edinburgh 20 years ago. John và Mary thì đã chuyển đến Edinburgh cách đây 20 năm, đúng không nhỉ? Và câu viết lại bằng it. Các em chú ý là chúng ta sẽ viết lại câu bằng it is cộng với số 5. Và sau đó cộng với since. Và sau since thì chúng ta sẽ để chủ ngữ cộng với động từ thì quá khứ. Và câu này sẽ là it is 20 years since John and Mary moved to Edinburgh. Câu số 66. May I borrow your pen? Tôi có thể mượn cái bút của bạn không? Thì lúc này sẽ là would. Lúc này với would đầu câu thì các em nhớ là khi xin phép chúng ta thì nó là would you mind cộng với verb in. Câu này chúng ta sẽ nói là cậu có bận tâm không khi cho tôi mượn cái bút would you mind lending me. Câu số 67. We'd prefer you not to smoke. Chúng ta có cụm từ là chúng tôi muốn. Chúng ta có cụm từ là the prefer, đúng không? Hay là would prefer. Somebody to do something. Lúc này chúng ta nó sẽ bằng cái cấu trúc đấy là would rather. Rather. Không, thay vì somebody thì chúng ta dùng chủ ngữ khác. Did something. Do đó, câu này chúng ta sẽ nói là I'd rather you didn't smoke. Chúng ta sẽ sử dụng động từ dạng didn't, dạng quá khứ. Câu số 68. Don't move or I'll shoot, the bank robber said to the clerk. Chỗ này chúng ta sẽ nói là cái động từ ta cho là threaten thì chúng ta sẽ nói sẽ dùng cấu trúc là threaten. To do somebody something. Đó, câu này chúng ta sẽ nói là the robber threatened the robber threatened to shoot the bank robber threatened to shoot the clerk the bank robber threatened to shoot the clock. If he move. Nên nhớ là chúng ta sẽ sử dụng cái động từ thì quá khứ, chúng ta lùi thì. Câu số 69. I must see the manager, he cried. Chúng ta có động từ insisted thì chúng ta dùng cấu trúc đấy là insist on verb in. Sau đó câu này chúng ta sẽ nói là he insisted on seeing, chúng ta có động từ seeing the manager.
Đây là cái phần viết lại câu, và chúng ta chú ý là mỗi cái phần viết lại câu thì chúng ta đều phải ôn lại những cái cấu trúc cần thiết. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần viết bài luận. Chúng ta cùng nhau chuyển sang phần viết luận. Đây là phần viết về một cái tại sao trẻ em lại nên phải giúp đỡ công việc gia đình, đúng không nhỉ? The reasons why children should do household chores, housework. Tất nhiên chúng ta hiểu ở đây là children, đây nó là cái tuổi mà đã có thể làm được những công việc nhà, bé hay là lớn thì chúng ta có thể làm được, chứ không phải là children đây là ví dụ 1-2 tuổi thì không ai ta yêu cầu phải làm những công việc đấy. Vậy thì cái phần mở đầu chúng ta nói đến một cái thực trạng là ngày nay thì có rất nhiều bạn trẻ hoặc là bố mẹ thì đã rất là nghiêm khắc con cái và yêu cầu họ phải làm việc từ lúc còn nhỏ. Và vậy thì cái này nó đem lại rất nhiều cái lợi ích. Và chúng ta nói đến cái benefits. Benefits. Oh. Children's doing housework. Các em có thể lấy kèm một cái trào lưu xã hội, một cái trend, social trend. Mà những cái gì mà chúng ta biết đấy, đấy là một trong hai cách, đây là một trong hai cách để chúng ta có thể đưa ra cái bài mở đầu của mình. Phần 2 là phần body thì chúng ta nói những ý nào, tại sao, những lý do tại sao mà bọn trẻ nên phải làm công việc nhà. Thì đầu tiên đó chính là chúng sẽ tăng những cái kỹ năng, đúng không nhỉ? Chúng ta có thể đầu tiên chúng ta sẽ nói đấy là build skills. Thì chúng ta khi chúng ta biết là nếu như từ trẻ nhỏ nếu như mà được rèn luyện những cái kỹ năng ví dụ như là quét nhà, đấy là kỹ năng vận động, đúng không nhỉ? Cất dọn đồ chơi, đấy là một kỹ năng, đấy là phân loại. Vậy thì đấy nó là một cái những cái kỹ năng mà rất cần thiết cho con người khi chúng ta thoát khỏi bố mẹ để ra ngoài đi làm việc, là đi sống, có thể là đi học đại học nhỉ. Hay biết skills này, chúng ta có thể nói đến hai cái skill chính, đấy là cái kỹ năng đó là classification skill, và thứ hai đấy là kỹ năng motor skill. Đây là kỹ năng vận động và đây là kỹ năng phân loại. Thì hai kỹ năng này thì nó tạo những cái đặc điểm gì tốt cho con người, nó sẽ đem lại một số những cái, chúng ta có thể đưa ra một số cái benefits của nó. Rồi nó sẽ làm cho con người trở nên gọn gàng hơn, tidy, nó sẽ giúp cho con người gọn gàng, ngăn nắp. Ngoài ra thì nó cũng tăng cái sự sự độc lập, sau này có thể là phát triển cái sự độc lập, dependent. Ngoài cái build skills, ngoài cái xây dựng cái kỹ năng ra thì nó còn phải học làm trách nhiệm, học trở thành một con người có trách nhiệm, là learn responsibility. Vậy thì tại sao chúng ta lại cho rằng cái làm cái việc nhà lại là học cái cách để có thể trở nên trách nhiệm hơn? Chúng ta nhìn thấy là khi mà chúng ta làm việc nhà thì chúng ta sẽ phải cân bằng cái giữa cái thời gian, sắp xếp cái thời gian giữa chơi và làm việc, đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ phải organize the time between work and play. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng phải xem cái gì cần thiết và quan trọng hơn để làm, là take priority over the things needed. À,
Cái ý thứ ba chúng ta có thể phát triển đây đó chính là chúng ta sẽ có một cái gia đình hạnh phúc hơn nếu như mà chúng ta con cái có trách nhiệm chia sẻ công việc nhà. Đó là have a happy life. Have a happy family. À, tại sao chúng ta lại kết luận thế này? À, chúng ta biết rằng là bố mẹ chúng ta ngoài cái công việc đi làm, ngoài cái việc đi làm để kiếm tiền ra, thì nếu như về nhà mà thấy nhà cửa bề bộn, thì cơm nước chưa nấu rồi, quần áo, đồ chơi vứt linh tinh, thì lúc đấy là cái gánh nặng về nhà còn tăng thêm rất nhiều. Cho nên là khi mà trẻ con, khi mà em bé các em hoặc là con cái mà chia sẻ công việc với bố mẹ, công việc nhà, thì đấy là một cái cách chia sẻ cái gánh nặng. Share the burdens. Of doing household chore. Và khi mà share được cái này rồi thì bố mẹ cũng cảm thấy rất là hài lòng và thoải mái, đỡ mệt hơn, và do đó thì gia đình sẽ có cái nhiều thời gian để có thể enjoy relaxation together. Do đó chúng ta sẽ có nhiều thời gian dành cho nhau hơn, và tất nhiên một gia đình như vậy thì nó sẽ hạnh phúc hơn. Phần kết luận, đây là ba ý của chúng ta có thể phát triển ba ý như thế này. Phần kết luận, conclusion, chúng ta sẽ nói lại là tất cả những cái việc xây dựng kỹ năng, học có trách nhiệm và xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, thì đó là những cái yếu tố cần thiết để chúng ta, đó là những cái lý do quan trọng để chúng ta phải để cho những đứa con chia sẻ những cái gánh nặng một phần với bố mẹ. Đây là các ý mà chúng ta có thể phát triển. Các em nhớ rằng đây là loại văn nghị luận, cho nên chúng ta sẽ viết các cái ý rất là rõ ràng. Firstly, secondly, thirdly. Có các cái sentence connectors để người ta thấy rõ cái ý của mình. Cảm ơn các em đã theo dõi.